có một cái vị trí huyệt nằm thấp nhất ở trong cơ thể nhưng khi tác động vào cái huyệt này sẽ giúp cho cơ thể tràn đầy năng lượng cơ thể như được hồi sinh từ đó cơ thể mạnh mẽ tràn đầy sinh lực đó chính là huyệt dũng tuyền hơn nữa huyệt dũng tuyền còn nằm ở cái vị trí phản xạ của tuyến thượng thận ở trên lòng bàn chân cho nên khi tác động vào cái vị trí huyệt này nó còn mang lại rất nhiều các công dụng tuyệt vời hơn nữa trong video này thì mình sẽ nói về huyệt dũng tuyền công dụng cách xác định vị trí và cách để bấm vào tổ hợp tuyến nội tiết ở trên lòng bàn chân giúp cho giảm căng thẳng, tăng năng lượng, giúp cho chúng ta dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn và phòng chống hoặc loại bệnh tật. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên. Theo quan niệm của Đông Y thì trên cơ thể con người có 108 huyệt đạo chính. Người ta coi rằng huyệt là cửa ngõ để tà khí xâm nhập vào trong cơ thể. Từ đó sinh ra bệnh tật và huyệt có mối liên hệ rất mật thiết với kinh mạch và phủ tạng đã từ rất là lâu đời rồi thì cái việc bấm huyệt được các lương y sử dụng rất là rộng rãi và có cái hiệu quả rất cao trong điều trị nó còn phổ biến đến nỗi là mỗi bản thân chúng ta mỗi người đều biết một vài các vị trí của huyệt để chúng ta tác động mỗi khi mà chúng ta có một cái bệnh gì đó mệt mỏi hoặc là để xoa dịu các cơn đau ví dụ như là khi đau đầu chúng ta sẽ biết là chúng ta phải bấm vào huyệt thái dương huyệt phong trì hay ấn đường Mỗi khi chúng ta đau răng thì chúng ta sẽ bấm vào huyệt hợp cốc, huyệt thái khê và mỗi khi chúng ta bị ngất xỉu ấy thì nó sẽ biết là bấm vào cái huyệt nhân trung này để cứu những bệnh nhân bị ngất xỉu. Mục đích chính của bấm huyệt là làm tăng lưu thông khí qua huyệt, từ đó giúp cơ thể cân bằng khí cả bên trong và bên ngoài. Để hiểu một cách đơn giản hơn thì chúng ta tưởng tượng là trên một cái dòng sông lớn ấy, thì có những cái hồ đập rộng lớn, đó chính là các cái vùng huyệt. Khi mà dòng sông này gặp sự cố ấy, thì cần sử dụng cái nước ở trong cái hồ đập này để điều hòa lại tác động lại toàn bộ cái lượng nước ở trên dòng sông hệ thống kinh lạc và huyệt đạo của chúng ta ấy, cũng giống như các cái dòng sông này chính bởi vậy các cái hệ thống huyệt đạo của chúng ta ấy, chính là những điểm mấu chốt để điều chỉnh lại hệ thống kinh lạc đó và có một cái vị trí cực kỳ đặc biệt với những người mà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi thiếu năng lượng hay bị mất ngủ cáu gắt bực bội thường xuyên có những cảm xúc bực bội rất là vô cớ hoặc là luôn luôn cảm thấy cơ thể không có sức sống thì một cái vị trí huyệt cực kỳ tuyệt vời nằm ở trên lòng bàn chân đó chính là huyệt dũng tuyền đây là một vị trí huyệt thấp nhất ở trong cơ thể nhưng công dụng của nó thì tuyệt vời không thể đo đếm được đặc biệt cái vị trí huyệt dũng tuyền ở trên lòng bàn chân ý, nằm ngay chính xác cái vị trí vùng phản xạ trên lòng bàn chân của tuyến thượng thận nên khi mà chúng ta bấm vào cái vị trí của huyệt dũng tuyền này thì nó sẽ mang lại cực kỳ nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới huyệt dũng tuyền hay còn gọi tên khác là địa sung quyết tâm hay địa cù huyệt dũng tuyền nằm trên cái đường kinh là túc thiếu âm thận được coi là một trong tam tài huyệt trong cơ thể tam tài huyệt bao gồm là huyệt bách hội gọi là thiên tài huyệt chiên trung gọi là nhân tài huyệt dũng tuyền gọi là địa tài ngay trong bản thân cái tên của huyệt dũng tuyền nó đã biểu thị được cái cái công năng cái tác dụng của huyệt vị đó dũng đó là dũng mãnh là vọt ra là tràn lên Tuyền có nghĩa là suối là nguồn Dũng tuyền ý muốn nói một cái huyệt vị trên lòng bàn chân như một dòng suối Khi bấm vào nó làm cho cơ thể chúng ta mạnh mẽ như nước tràn bờ Đồng thời đây là nơi mà tàng chứa chân dương của thận nằm ở phía dưới Trong khi đó thận thuộc hành thủy Cho nên nơi đây là nơi mà nước chảy vọt ra và tràn đầy sức sống Cho nên cái tác dụng mà khi chúng ta bấm vào huyệt dũng tuyền Chúng ta có thể cảm nhận thấy ngay lập tức công dụng tại chỗ huyệt Dũng Tuyền đó là chữa chứng đau nhức nóng hay là lạnh gan bàn chân khi mà chúng ta bị chuột rút bàn chân chúng ta bấm vào huyệt Dũng Tuyền rất là tốt theo đường kinh thì huyệt Dũng Tuyền sẽ chữa trị các cái bệnh lý là đau đầu đau đỉnh đầu thoát vị sưng đau họng bí tiểu chảy máu cam tim đập nhanh tác dụng trên toàn thân cũng rất là tuyệt vời chữa cái chứng hoa mắt chóng mặt hôn mê trúng nắng trúng gió động kinh những cái bệnh lý mất ngủ và bệnh lý đái tháo đường cách xác định vị trí của huyệt dũng tuyền là chúng ta sẽ co năm cái đầu ngón chân lại và vị trí huyệt dũng tuyền nó sẽ nằm ở cái phần lõm xuất hiện ở một phần ba trước gan bàn chân cách thứ hai để chúng ta xác định vị trí huyệt dũng tuyền chúng ta sẽ tính cái khoảng cách từ ngón trỏ đến điểm giữa bờ sau của gót chân thì vị trí của huyệt dũng tuyền nó sẽ nằm ở vị trí hai phần năm trước tính từ đầu ngón trỏ hoặc là vị trí ba phần năm sau tính từ phần gót chân lên cách để chúng ta dây bấm vào vị trí huyệt này đó là chúng ta sẽ dùng tay chúng ta sẽ xoa đều vào cái vị trí của huyệt dũng tuyền ở trên lòng bàn chân trong vòng 2 phút đến 3 phút khi nào lòng bàn chân nóng ra lên hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp ngâm chân bằng nước muối, nước gừng hoặc là ngâm chân bằng các cái thuốc thảo dược trong vòng 10 đến 20 phút sau đó chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ để chúng ta bấm thẳng vào vị trí của huyệt dũng tuyền chúng ta sẽ bấm vào 2 phút với một lực tương đối mạnh khi nào mà chúng ta cảm thấy cái cảm giác tê tức và chúng ta cảm thấy hơi buốt buốt và lan vào trong lòng bàn chân thì đó chính là cái vị trí của huyệt dũng tuyền và chúng ta đã bấm đúng cái lực để chúng ta tác động vào huyệt dũng tuyền rồi với mình thì mình thường xuyên sử dụng bàn sông bằng đá muối Himalaya sau khi mình đã sông chân khoảng 10 đến 15 phút trên cái bàn đá muối đó thì mình sẽ tác động vào cái vị trí của huyệt dũng tuyền nó sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt cái tần suất để chúng ta bấm vào huyệt dũng tuyền là mỗi ngày chúng ta sẽ bấm hai lần mỗi lần 2 phút vào cái thời gian là buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ trong cái phép dưỡng sinh của y học cổ truyền hồi xưa thì người ta khuyên là hàng ngày chúng ta nên bấm vào cái vị trí của huyệt dũng tuyền này đều đặn nhằm làm cho thận khí luôn được sung túc thận thủy luôn tràn đầy theo đó tinh thần thể lực và tinh lực sẽ đều chuyển biến tốt và ở trên mình có nói là cái vị trí của huyệt dũng tuyền này nó nằm ngay chính xác cái vị trí vùng phản xạ của tuyến thượng thận nằm ở trên lòng bàn chân, cho nên khi chúng ta tác động vào cái vị trí của huyệt Dũng Tuyền này thì nó cũng sẽ tác động lên vị trí của tuyến thượng thận. Từ đó nó làm cho tuyến thượng thận khỏe. Tuyến thượng thận là một trong bảy tuyến nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể, giúp điều hòa tinh thần của con người. Trong đó tuyến thượng thận sẽ tiết ra hai hormone đó là adrenaline và noradrenaline. Ở người bình thường khi mà chúng ta gặp một chuyện gì đó xảy ra bất ngờ thì tuyến thượng thận sẽ tiết ra hai hormone này. Hai hormone này sẽ khiến cho tim đập nhanh hơn, nồng độ đường trong máu tăng cao, tạo điều kiện cho cơ bắp tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nhiệt năng và sẵn sàng cho một cái cuộc chiến đấu nếu như nó phải xảy ra. Và hai hormone này thì nó sẽ có cái tác dụng trái ngược nhau. Adrenaline tiết ra sẽ khiến cho chúng ta có cảm xúc đó là hồi hộp sợ hãi và trốn tránh và thiên về cái việc là e rè rụt rè và không muốn chiến đấu còn no adrenaline sẽ thiên về cái cảm xúc là giận dữ sôi sục và thiên về bạo lực cho nên với cùng một cái sự việc xảy ra giả sử như là khi các bạn ra đường mà nhìn thấy một cái vụ va chạm quẹt xe vào thì nó sẽ có cái cảm xúc trái ngược có những người thì chỉ muốn giải quyết theo cái cách là ôn hòa tức là hòa giải là thậm chí là chịu cái thiệt thòi về cho mình nhưng có những người thì chỉ thích bạo lực và thích kích động và chỉ có muốn giải quyết cái việc đó bằng cách là hù dọa, hăm dọa, muốn đánh nhau, thậm chí đó là bắt nạt người khác. Đó chính là việc cái tuyến thượng thận chúng ta tiết ra hormone và gây nên cho cơ thể chúng ta có cái cảm xúc đó. Và chỉ có những người mà người ta đã được tôi luyện, trải qua những thăng trầm nhiều rồi thì mới điều tiết được cái cảm xúc và dù cho cái tuyến thượng thận nó tiết ra hai cái hormone này nhưng mà cơ thể vẫn làm chủ được, vẫn điều tiết được và giữ cho một cái tinh thần sáng suốt. Vì thế cho nên là các bạn thấy nếu như mà chúng ta chăm sóc được cái tuyến thượng thận này thì nó sẽ làm cho cân bằng cảm xúc trong cơ thể rất là tốt. Ví dụ như chúng ta cảm thấy buồn bã, không có năng lượng, chúng ta mệt mỏi, chúng ta sợ hãi một cái điều gì đó, chúng ta tác động vào cái tuyến thượng thận này, chúng ta cảm thấy muốn hoạt động hơn và chúng ta thấy hoạt bát hơn. Hoặc lúc nào chúng ta cảm thấy là nó cáu bản trong người, chúng ta thấy bực bội, khó chịu, chỉ muốn là gây sự với một ai đó gây sự với người yêu gây sự với người nhà gây sự với chồng với vợ thì chúng ta cũng tác động vào cái tuyến thượng thận này chúng ta sẽ điều tiết cái cảm xúc đó ngay lập tức và có một cái mẹo để khi mà chúng ta có những cuộc mà tranh luận cãi vã hay là cái xô sát nào đó mà chúng ta tránh được cái rủi ro nó có thể xảy ra do là mình bị kích động một cách quá mức chúng ta nên là lánh đi tạm thời có tức như thế nào đó chúng ta cũng đi đâu đó khoảng 30 phút đến một tiếng hoặc là chúng ta cảm thấy là cơ thể mình bắt đầu nóng lên rồi cơ thể người bắt đầu nóng lên tim đập nhanh hơn cảm thấy nóng đầu nóng mặt thì chúng ta sẽ đi đâu đó khoảng 30 phút đến một tiếng vì thời điểm đó tuyến thượng thận sẽ tiết ra hai hormone adrenaline và no và nó sẽ làm cho tim đập nhanh hơn tăng cái lượng đường ở trong máu và nó sẽ huy động sử dụng một cái lượng đường rất lớn ngay tại thời điểm đó và sau khoảng 30 phút thôi thì cái lượng đường trong máu nó sẽ giảm đi và cái cảm xúc của chúng ta nó sẽ trở lại cái trạng thái bình thường cho nên các bạn thấy là có những cái lúc mà cảm xúc nó không kiềm chế được có những đôi vợ chồng dù chẳng phải rượu chè chất kích thích gì nhưng mà hôm trước cãi vã nhau gần như là đánh nhau rồi gần như bỏ nhau rồi nhưng hôm sau thì lại trở lại cái chuyện đầm thắm bình thường hoặc là có những cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc với lãnh đạo chúng ta chẳng hạn lãnh đạo mắng chúng ta té tát gần như đuổi việc chúng ta rồi nhưng mà cái thời điểm đó chúng ta cần phải lánh đi và chúng ta nói chuyện với lãnh đạo trong một cái thời điểm khác chứ không phải thời điểm đó thì khi mà cái lượng đường nó đã giảm rồi cái lượng hormone nó đã tiết ra một cách điều chỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện lại nó sẽ có hiệu quả hơn có mấy cách để chúng ta hồi sinh lại cơ thể giúp cho cơ thể tràn đầy năng lượng giúp cho một cái người nào đó mà mất ngủ có một giấc ngủ sâu hơn đặt lưng là ngủ thậm chí là bấm thường xuyên nó sẽ làm cho thận chúng ta khỏe hơn da rẻ đẹp hơn, tóc đẹp hơn, xương sẽ cứng chắc và phòng ngừa mọi loại bệnh tật thì nó sẽ có một cái tổ hợp bấm ở trên cái lòng bàn chân rất là tốt thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà trước hết thì mình cũng muốn nói là cái phương pháp bấm huyệt bàn chân ấy, đây là một phương pháp cực kỳ khoa học và đã được các nhà khoa học chứng minh là nó có công dụng chữa bệnh rất là hiệu quả. Lòng bàn tay và lòng bàn chân của chúng ta, ấy, các cái điểm đầu mút ở bàn tay và bàn chân đó chính là cái phần xa nhất của cơ thể và nó tính từ đâu? nó tính chính từ quả tim chúng ta máu nó sẽ từ tim để vận chuyển đến hết các cái cơ quan phụ tạng trong cơ thể và vận chuyển đến tất cả các đầu mút từ ngón chai tay đến ngón chân và trong đó thì các đầu mút ở đầu ngón tay và ngón chân là nơi xa nhất so với tim và nơi đây thường xuyên là những điểm tập trung các cái lắng cặn trong cơ thể và máu không phải lúc nào chúng ta cũng sạch hoàn toàn. Thế thì lắng cặn nó tập trung ở đâu thì nó sẽ bít tắc ở đó và bít tắc đến cái cơ quan phủ tạng nào thì nó sẽ gây bệnh lên cơ quan phủ tạng đó. Đó chính là lúc mà chúng ta đã tác động vào các cái lắng cặn ở trên lòng bàn chân và lòng bàn tay, đánh tan các lắng cặn đó đi, khơi thông dòng máu và khơi thông khí huyết, từ đó bệnh đã được đẩy lùi. Thứ hai là các cái vị trí của các cái cơ quan phủ tạng nó có cái điểm tương ứng ở trên lòng bàn chân. Khi mà chúng ta đau ở cơ quan phủ tạng nào thì cái điểm phản xạ trên lòng bàn chân đó nó sẽ đau và khi nó tác động vào thì nó sẽ kích thích lên não bộ, tập trung các cái tế bào lympho T và cái phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể đến cái cơ quan và cái tạng phủ đó để chữa trị bệnh. Cho nên cái phương pháp này nó cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt trên lòng bàn chân nó có những cái tuyến nội tiết và nó làm khơi dậy cái sức sống trong cơ thể của chúng ta rất là tốt. Và chúng ta sẽ bấm lần lượt vào các vị trí như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái vị trí của huyệt Dũng tuyền nó sẽ nằm ở chính xác cái vị trí của tuyến thượng thận nằm ở trên gan bàn chân ở đây thế cách để xác định thứ nhất đó là chúng ta sẽ co tất cả năm ngón chân lại và cái chỗ hõm nó xuất hiện ở đây nó sẽ nằm ở một phần ba trước của gan bàn chân đây chính là vị trí của huyệt dũng tuyền và đây chính là vị trí của tuyến thượng thận nó nằm ở đây chính xác ở chỗ này cái thứ tự để chúng ta bấm vào các vị trí để chúng ta phục hồi lại năng lượng cơ thể sau một cái ngày làm việc mệt mỏi hoặc là căng thẳng stress hoặc các bà nội trợ. Sau một ngày mà làm việc mệt mỏi dã rời, chúng ta sẽ bấm vào các vị trí như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào tuyến yên. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tuyến giáp ở đây. Tuyến cận giáp nằm ở đây. Tuyến thượng thận, tuyến sinh dục. Nếu có thời gian, chúng ta sẽ dùng con lăn để chúng ta lăn vào cái vị trí của cột sống, giúp cho cái cơ thể chúng ta bớt mệt mỏi và ngăn ngừa cái bệnh lý thoái hóa cột sống. Và sau đó chúng ta sẽ có thời gian chúng ta sẽ bấm thêm vào cái vị trí của phổi nó nằm ở vị trí này của tim cuối cùng chúng ta sẽ nhấn lại vào vị trí của tuyến yên này vì tóm lại tuyến yên là một cái tuyến giúp cho cơ thể phục hồi năng lượng rất là tốt cách bấm như sau đối với tuyến yên chúng ta sẽ dùng cái dây này chúng ta dây trực tiếp vào cái vị trí ở trên ngón cái nằm ở vị trí tuyến yên như này phương pháp là chúng ta sẽ dùng phương pháp là rung và lắc tuyến yên nó sẽ tiết ra các hormone ACTH kích thích cái tuyến thượng thận đưa vào máu cortisol từ đó là nó sẽ huy động cái tụy lấy đường huyết trong kho dự trữ của gan khi mà cái đường huyết nó được bơm ra nó sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn các cơ bắp được cung cấp năng lượng và khi chúng ta kích thích vào trị trí tuyến yên này chúng ta sẽ thấy năng lượng chúng ta tràn đầy ngay lập tức sau đó chúng ta sẽ bấm vào vị trí của tuyến giáp ở đây tuyến giáp nó sẽ nằm ở khe của ngón thứ nhất và ngón thứ hai ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái khe này chúng ta kéo thẳng xuống tiếp theo đó là tuyến cận giáp nó nằm ở trên cái cạnh của ngón cái ở đây đây là vị trí của tuyến cận giáp đây nó tương ứng với vị trí số 11 ở trên đồ hình mình đã nói rất nhiều trong các video trước chúng ta sẽ dùng búa chúng ta gõ vị trí của tuyến cận giáp nằm ở đây tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái dùi này chúng ta dùi ở vị trí của tuyến thượng thận nằm ở đây đây cũng là chính là vị trí của huyệt dũng tuyền và cái năng lượng nó được khai thông nó chính là vị trí này và đối với những người mà thường xuyên cáu gắt buồn vô cớ cáu gắt vô cớ chúng ta cũng dây vào cái vị trí này nó công dụng rất là tốt và các bạn lưu ý là khi chúng ta dây vào vị trí này vị trí đúng của huyệt chúng ta sẽ cảm thấy nhói buốt và nó lan tỏa vào toàn bộ cái lòng bàn chân. Đó mới chính là vị trí của tuyến thượng thận và của huyệt Dũng tuyền. Thường xuyên chúng ta bấm vào cái vị trí của huyệt Dũng tuyền này, nó sẽ làm cho cái mái tóc của chúng ta đen bóng mượt hơn. Móng tay, móng chân thì hồng đỏ. Và nếu như mà những người mà các cái cô chú mà ở lớn tuổi mà bấm vào cái vị trí của huyệt Dũng tuyền này thì sẽ tránh được cái bệnh lý rụng tóc, hói đầu rất là tốt. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống bấm vào cái vị trí của tuyến sinh dục nằm ở đây. Vị trí tuyến sinh dục là cái vị trí số 36 tương ứng ở trên đồ hình. Khi bấm vào cái vị trí này nó sẽ làm cho cái những cái người mà có thần thái không tốt nó sẽ làm cho cái nét mặt sáng sủa hơn, ánh mắt sáng hơn, tự tin và hấp dẫn hơn. Và chúng ta sẽ bấm vào các cái vị trí tuyến nội tiết này cả ở hai chân. Nếu như có thời gian chúng ta sẽ dùng búa này chúng ta gõ thêm vào cái vùng phổi ở đây. Đó là vị trí tương ứng với vị trí số 14 ở trên đồ hình này. Nó sẽ làm cho cái sự lưu thông máu và chất dinh dưỡng trong cơ thể nó tốt hơn. Sau đó, chúng ta sẽ dùng con lăn này, chúng ta lăn toàn bộ cái vùng liên quan đến cột sống ở đây. chúng ta sẽ phòng ngừa được các bệnh lý là thoái hóa cuộc sống thoát vị đĩa đệm và những người mà hay đau lưng mỏi gối chúng ta lăn vào vị trí này rất là tốt và sau khi chúng ta làm một vòng như vậy rồi chúng ta lại quay trở lại chúng ta dây tuyến yên một lần nữa chúng ta dây vị trí tuyến yên một lần nữa một ngày chúng ta sẽ làm hai lần và hai chân chúng ta sẽ làm trong vòng một tiếng và khi chúng ta bấm chúng ta cảm nhận được kết quả ngay lập tức video vừa rồi thì mình đã cho các bạn thấy cái công dụng tuyệt vời của huyệt dũng tuyền đồng thời là công dụng tuyệt vời của tuyến thượng thận đối với cơ thể. Các bạn hãy chăm chỉ bấm vào cái vị trí này một ngày 2 lần, chắc chắn các bạn sẽ luôn thấy cơ thể mình tươi mới, khỏe mạnh. Mọi bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh, bấm vào vị trí ở giữa màn hình để được nhận video của mình một cách sớm nhất. Đồng thời các bạn có thể xem các video khác của mình ở hai bên phía nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.